Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các loại họa cụ cần thiết để tham gia khóa học này, bao gồm cả những họa cụ bắt buộc phải có và những họa cụ các bạn có thể dần mua bổ sung sau. Họa cụ acrylic thì có rất là nhiều nên là mình sẽ chỉ tập trung vào những họa cụ cơ bản để các bạn có thể bắt đầu ngay mà không phải tốn kém quá nhiều. Và nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về màu. Khi bắt đầu học vẽ acrylic thì các bạn có thể chuẩn bị một set màu như thế này, khoảng từ 12 đến 24 màu là phù hợp. Set này thì 18 màu của hãng Monmart và mình mua thì đâu đó vào khoảng 150.000 thì phải. Mặc dù trên lý thuyết thì chúng ta có thể mix nhiều màu khác nhau dựa trên 3 màu cơ bản đỏ, xanh, vàng. Lát nữa chúng ta sẽ học, nhưng mua một set màu như thế này thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian. Và giá cả trên thị trường thì cũng rất là phải chăng. Một lưu ý là màu acrylic thì thường hết rất là nhanh, nên các bạn sẽ sớm phải mua thêm các màu bổ sung. Màu mà mình thấy phải dùng nhiều nhất thì là màu trắng. Các bạn có thể mua những cái hộp lẻ như thế này thì là rẻ nhất. Một hộp này thì đâu đó hình như 15.000. Mình thấy ở trên Shopee thì có chỗ bán 10.000 thì phải. Các bạn cũng có thể mua những cái tuýp như thế này. Thường những cái hộp vô danh này thì sẽ rẻ hơn so với tuýp. Chất lượng thì mình thấy đâu đó cũng như nhau. Cá nhân mình thì thấy với acrylic thì màu đắt hay màu rẻ thì không mang lại quá nhiều sự khác biệt. Các bạn cũng nên mua thêm một tuýp màu nhũ vàng như thế này, bởi vì màu này thì rất phù hợp để vẽ theo phong cách hiện đại, vẽ những tác phẩm để trang trí phòng khách. Màu ánh kim này thì sẽ mang đến cho bức tranh của bạn sắc thái sang trọng mà các tác phẩm bản in không làm được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cọ. Acrylic thì không kén chọn cọ như là màu nước, các bạn có thể bắt đầu với một set cọ bất kỳ. Lưu ý là chúng ta sẽ cần các loại cọ như sau. Đầu tiên là loại cọ đầu dẹt và hơi to một chút như thế này để vẽ các nét phẳng. Sau đó là chúng ta cần một hoặc là vài chiếc cọ tròn như thế này với các kích cỡ khác nhau để vẽ các chi tiết. Sau đó thì các bạn cũng nên mua một chiếc cọ dẹt nhưng đầu tròn như thế này để vẽ các cánh hoa. Ngoài ra thì bạn cũng nên mua một chiếc cọ stencil thế này. Thì đây là cọ làm bằng lông lợn, rất là cứng và rất phù hợp để bạn blend nền. Thông thường thì bạn mua một cái set cọ bất kỳ thì đã có các loại cọ với những cái loại đầu như thế này rồi. Thì các bạn lưu ý một chút là các bạn đừng dùng chung cọ acrylic với màu nước. Sở dĩ là mình mua cái loại cọ mà cái cán màu sắc rực rỡ như thế này là để tránh cho mình dùng lẫn với những cọ màu nước của mình. Ngoài ra thì trong vẽ acrylic thì các bạn buộc phải mua những cái bay pha bay này thì vừa dùng để pha màu mà cũng vừa dùng để vẽ luôn. Thì có nhiều loại hình dáng khác nhau nhưng mà mình thấy về cơ bản thì cái dáng bay hình như thế này thì mình sẽ dùng nhiều nhất, còn những cái dáng khác thì về cơ bản thì mình và mình thấy những họa sĩ khác thì cũng hay không hay dùng lắm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập đến bảng vẽ. Thì acrylic thì được vẽ đẹp nhất trên những tấm canva được căng sẵn thế này. Thì đây là canva panel. Có loại canva thì được căng lên khung gỗ thì cái đường rìa này thì nó sẽ dày hơn một chút. Cá nhân mình thì thích cái loại mỏng này hơn vì dễ vận chuyển. Giá cả thì cũng ngang ngang nhau, hình như loại này thì còn đắt hơn cái loại căng ở trên khung gỗ kia. Ngoài ra nếu các bạn muốn luyện tập thôi thì các bạn có thể đơn giản là mua cái acrylic pad này. Mua cái giấy tập vẽ acrylic. Thực ra thì acrylic thì có thể vẽ ở trên bất kỳ chất liệu nào nên các bạn vẽ ở trên giấy bìa hay là giấy màu nước cũng được. Trên thị trường thì mình không có ở đây nhưng trên thị trường thì họ cũng bán cái lọ gọi là gesso, tức là acrylic gram. Thì cái đấy thì được khuyên cho là nếu mà bạn muốn vẽ ở trên những cái chất liệu ví dụ như là mặt gỗ này chẳng hạn thì bạn nên phủ một cái lớp gram đó trước. Với mình thì mình
mình không mua vì là mình cũng không có nhu cầu đó lắm. Những cái tấm panel này thì giá vào khoảng, tấm này thì mình mua ở shop thì 25.000, 50.000 hai tấm. Nhưng mà mình thấy ở trên Shopee thì bán cũng chỉ vào khoảng 15.000 thôi. Nên mình nghĩ là luyện tập ở trên giấy, trên sổ acrylic pad này và trên cái tấm canva này là được rồi. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhu cầu vẽ lên gỗ hay là vẽ lên các chất liệu khác. Vậy là xong các họa cụ chính rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến các họa cụ khác. Thì đầu tiên thì các bạn, mình nghĩ là các bạn đã có sẵn ở trong nhà hoặc là có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào, đó là bút chì, thước kẻ, compa. Mình quên không mang ra ở đây nhưng mà cũng cần tẩy nữa, mặc dù thực ra thì vẽ ở trên acrylic thì các bạn phác chì xong rồi các bạn vẽ acrylic thì nó lại đè lên cái lớp chì đó, nên thật ra thì cũng không không cần thiết dùng tẩy cho lắm. Sau đó các bạn cũng nên có một cuộn băng dính để chừa trắng khi mà mình vẽ ở trên trên canva hay là trên giấy, thì lát nữa chúng ta sẽ có một tác phẩm, mình sẽ luyện tập một tác phẩm thực hiện sử dụng băng dính này. Sau đó thì chúng ta cần phải có một cái palette pha màu. Mình thì mình thấy với acrylic thì các bạn lấy một cái đĩa, đây là một cái đĩa, không phải mình mua ở cửa hàng họa cụ mà mua ở cửa hàng gốm sứ để pha màu là tiện nhất, bởi vì là khác với màu nước thì mình không cần chia ra thành những cái ô, mà cái bề mặt phẳng này thì rất phù hợp để pha màu acrylic. Sau đó thì các bạn cũng có thể cần mua một chiếc bút, cái bút vẽ ở trên đa chất liệu. Cái bút này thì mình mua bút của Posca thì nó hơi 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 đắt một chút. Mình cái này là màu đen thì là để ví dụ như là mình cần đi những cái nét ở trên acrylic, cũng có thể là bạn có thể mua thêm một số màu như là màu vàng hay màu trắng, có loại rẻ hơn. Nhưng mà cái bút này thì mình mua đâu đó hình như là 60.000 thì phải. Các bạn cần xô rửa cọ. Cá nhân mình thì không hay dùng xô rửa cọ lắm, mình có để cái nước ở đây để khi nào ví dụ như là khi vẽ mà mình cần bổ sung nước vào acrylic thì mình sẽ dùng. Còn đôi khi mà để rửa cọ acrylic thì mình thường cầm luôn cả bộ cọ vào ra bồn rửa bát để rửa. Tại vì là cọ acrylic thì rửa thì tương đối khó nên là mình thấy là rửa vào những cái xô này thì cũng không hiệu quả cho lắm. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm một cái lọ. Cái này là modeling paste, thì cái này khi mà mình trộn vào acrylic thì mình sẽ tạo ra được cái khối nổi 3D. Thông thường nếu mà bạn vẽ bằng acrylic, kể cả bạn dùng những cái loại acrylic đắt tiền, bạn vẽ những cái khối nổi thì khi acrylic khô thì nó cũng có xu hướng xẹp xuống. Thì khi mà mình dùng cái modeling paste này, mình trộn vào acrylic mình vẽ thì cái thứ nhất là dễ tạo những cái khối nổi hơn, và thứ hai là những cái khối nổi đó nó tồn tại được lâu hơn. Khi acrylic khô thì nó vẫn tạo ra thành cái texture 3D ở trên bề mặt canva. Vậy là xong rồi. Trên thị trường thì còn có những cái họa cụ khác, ví dụ như là acrylic dạng lỏng chuyên cho mục đích pouring hay là các medium để tạo texture cho acrylic, nhưng mà mình nghĩ là đây là khóa nhập môn và các bạn mới bắt đầu học thì mình cũng chưa cần phải quan tâm đến quá nhiều các loại họa cụ khác.